tụi con chia làm mà một số với kia thôi bạn ha, với ở đây đi sư này, với con người dân cư rồi phải không? Dạ. Thì bữa nay em hướng về mười phương tam bảo, thì biết rằng chị đã tái sanh ở cõi người, thì những lời nói này thì chắc chắn là trong thân một đứa bé mấy tuổi thì chị cũng không có nghe, nhưng mà đây là cái nhân duyên. Em muốn nhắc nhở lại cái hạnh nguyện của chị lúc xả báo thân ở bên miền Đông Hoa Kỳ, và chị nói rằng chị không muốn đi về cực lạc, chị chỉ muốn trở lại để mà tiếp tục con đường hoàn pháp độ sanh. Chị là một người nữ trong đời Phật pháp, đã làm ra cứu độ biết bao nhiêu những người ni đã có nhân duyên giáo dưỡng dưới lời chỉ dạy của chị. Ở đây có một số đệ tử của em, mặc dù cũng là những cái người nữ, nhưng mà chị đã có từ một thời về đây để giáo dưỡng. Chị uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, cho nên hôm nay con biết rằng tất cả những gì mà phát nguyện để trở lại ta bà cứu độ chúng sanh đều luôn luôn có những vị Bồ Tát theo hộ vệ và những vị hộ pháp theo hộ vệ. Cho nên lời nói này con chuyển đến những vị Bồ Tát hộ pháp cho những người mà từ bỏ xả báo cái cõi thanh tịnh của mình, tức là chị con đi trưởng thượng nhiên hạ thủy, từ báo về cõi trời cõi Phật, không muốn hưởng cái phước báo đó mà tình nguyện ở lại cái quế độ ta bà để tiếp tục hoằng pháp độ sanh, thì chắc chắn rằng sẽ có hàng thiên long bát bộ như thông kinh diệu pháp liên quan, các vị Bồ Tát như Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và những ngài Văn Thù, những ngài Đại Thế Chí đều luôn luôn dùng thần lực của ngài để mà hộ trì cho những cái vị mà từ bỏ các thế giới thanh tịnh đầy đủ phước báo như cực lạc và cõi trời để xuống cái quế độ này mà hoàn truyền Phật pháp. Cho nên con hồi hướng cái thời pháp này để cho chị con là ni trưởng thượng nhân hạ thủy, nếu ở trong cái thân loài người thì lại gặp được minh sư, gặp được cha hiền mẹ thảo để mà kích động lại cái hạt giống, cái bồ đề tâm của chị để mà tiếp tục trả ơn Phật. Cho nên nếu mà chị trở lại được trong thân loài người thì có thể giúp đỡ cho cái dòng pháp của Đức Bổn Sư kéo dài thêm một số năm nữa, dài trăm năm, để mà em cũng như chị, em nguyện sau khi tuổi thọ hết của người, em cũng từ bỏ cái thế giới thanh tịnh ở cực lạc và những cõi trời có Phật pháp, mà em cũng sẽ đi theo cái nguyện của chị là trở lại với độ này để mà tiếp tục làm những việc mà em còn dang dở. Đó là hôm nay cái ý nghĩa, cho nên em cũng không cần phải tụng là hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh. Vì em có thỉnh như vậy, chị đâu phải là nhân dân khỏi cực lạc để mà dù thiên nhãn nghe. Chị bây giờ là trong nhân dân một đứa bé của loài người, nhưng mà ở trong kinh Địa Tạng có nói, nếu người đó đã được thọ sanh về các cõi lành hoặc là về cõi người cõi trời thì đời của họ càng được vui và hạnh phúc hơn, có không? Còn nếu mà đọa vào ba đường ác thì sẽ được thoát sanh, thì chắc chắn là không đọa vào ba đường ác. Cái điểm nóng cuối cùng của chị là 89 độ. Chị ra đi trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà cái nguyện của chị là muốn trở lại với độ, thì hôm nay em xin hồi hướng cái bài pháp này để trả nợ cho những tử của chị ở bên Úc Châu, và cũng như nhờ cái phước báo của chị, em cũng cầu nguyện cho đệ tử của em là Nguyên Xuân, một người đệ tử trong làng Vân Rô mà do cái ma chướng nghiệp chướng do con tạo ra cho nên trở ngại chuyện giảng sanh. Bây giờ đại chúng, nếu mà nhớ ơn của ni sư đã từng đến đây giáo dưỡng thì giữ tâm thanh tịnh, tụng trì thần chú biết thực ba lần, thì ni sư dù ở trong cái loài người đó, thì giờ chẳng hạn ni sư bây giờ đang ở trong loài người con của một gia đình nào đó, thì tự nhiên ngày hôm nay ni sư lại được hưởng cái phước báo là gia đình đó họ lại có những số tiền tự động như là vận tài nó đến. Và ni sư nếu mà tự nhiên là ở trong cái một cái thân đứa bé thì tự nhiên ngày nay sẽ có rất nhiều những cái vị thầy mà gia đình cha mẹ sẽ đưa cái đứa bé đó đến để quy y, rồi đó là những cái phước mà cái người ở cõi bên kia sẽ được hưởng. Còn những lời nói là hoàn toàn nói để cho các cái vị
hộ pháp họ biết, và khi ni sư có phước thì cái phước đó nó sẽ tăng trưởng thêm trong cái đời ni sư hiện tại tái sanh. Ni sư tại thế thì tính ra đây nó là 3 tuổi rồi, nó thì đứa bé tự động ngày hôm nay nó lại được người ta lại người ta tặng quà, tặng cáp, tặng những cái gì đó, rồi sư khiến đứa bé này nó lại không xài mà nó lại cầm lại, nó lại tặng cho một vị thầy nào đó, hay là tự động nó bỏ vào cái quỹ nào đó. Đó là những cái mà kinh Phật nói à, nếu người đó ở 3 đường ác thì mình làm việc phước thiện, người đó sanh về 3 cõi lành. Nếu người đó đã sanh về cõi lành rồi thì cuộc đời của người đó sẽ càng hạnh thông hơn. Bây giờ chúng con giữ tâm thanh tịnh, chúng con nguyện tụng 21 biến thành chú biến thực để hồi hướng cho ni trưởng thượng như hạ thủy được âm tiên công đức. Biệt thị thần chú Nam Mô Tô Lô Bà Gia.
chúng giữ tâm thanh tịnh, hướng về các hương linh của quyền thất tổ. Cha mẹ hiện đời, cha mẹ nhiều đời, vợ chồng con cái, huynh đệ tỷ muội, thai nhi chết hoạn tử và những thai nhi thờ tử trong tháp địa tạng làm Di Đà Đính Điêu. Nhờ phước đức của ni trưởng thượng Như Hạ Thủy, khiến tất cả cụ quyền thất tổ và cả thai nhi đều được ân triêm công đức. Quý vị tụng chủ phổ cúng dường bảy lần. Thank you.